Vào chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Ngô Thị Mận đã cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân giáo sư Bành Lệ Viên cùng nhiều lãnh đạo cấp cao hai bên đã tham dự gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt-Trung. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị với sự tham gia của gần 400 nhân sĩ và thanh niên hai nước. Nhiều đại biểu có mặt tại cuộc gặp gỡ là những người bạn, những người đồng chí Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ xúc động gặp lại nhân sĩ trí thức cán bộ Trung Quốc và thân nhân các đồng chí Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Như chúng ta đều đã biết, quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc có nhiều truyền thống tốt đẹp. Nhân dân hai nước láng giềng, quan hệ gần gũi, thân thiết. Điều này đã được diễn tả rất đẹp như trong bài thơ, bài hát của Việt Nam Trung Hoa, một nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam Đỗ Nhuận. Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, sớm sớm vui, chung nghe tiếng gà cùng gáy. Dưới sự lãnh đạo của hai đảng Cộng sản, nhân dân hai nước chúng ta đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, sự giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em đối với Việt Nam. Khẳng định trong những năm qua, quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã có nhiều bước phát triển quan trọng, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm tin khi gặp gỡ các bạn thanh niên hai nước với chí hướng tiếp bước các thế hệ đi trước, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Nhân đây, tôi xin được nhắc lại lời phát biểu rất sâu sắc có ý nghĩa của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 15, nhân dịp chuyến thăm Trung Quốc của tôi và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam vào tháng 4 năm 2015. Đó là quan hệ giữa các quốc gia là sự thân tình của người dân, mà sự thân tình của người dân là từ thế hệ trẻ. Đây cũng chính là thông điệp, là tinh thần của cuộc gặp gỡ giữa tôi và đồng chí Tập Cận Bình cùng phu nhân với đại diện các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày hôm nay. Tại cuộc gặp mặt với các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống và những thành tựu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong những năm qua, hai đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trong quá trình trao đổi thảo luận thì có vài điều nói hết, trao đổi rất là thân tình, anh em, đồng chí. Nó có những cái chiều sâu của nó như vậy. Và chắc chắn sau này không phải chỉ là trên ký kết, nó sẽ biến thành hiện thực sinh động, trở ra của cải vật chất và cần tăng thêm cái niềm tin, cái quan trọng, cực kỳ quan trọng, niềm tin giữa hai nước chúng ta, và trước hết giữa hai đảng chúng ta, và trước hết nữa là giữa người lãnh đạo cấp cao của hai nước chúng ta. Đây là nhân tố rất là quan trọng. Một trong những phương hướng hợp tác cơ bản quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung như đã khẳng định trong tuyên bố chung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Mấy chữ thôi nhưng mà mai kia làm chắc là không đơn giản tí nào đâu. Phải cụ thể hóa và phải đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, biến nó thành hiện thực sinh động. Những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao những tình cảm và sự đóng góp tích cực hết sức quan trọng của nhân dân hai nước, trong đó có nhân sĩ và thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các nhân sĩ và thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt Trung vững chắc, ổn định, bền vững, lâu dài và có hiệu quả, đúng theo tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã và được Chủ tịch Mao Trạch Đông rất hoan nghênh chia sẻ. Đó là câu mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ niềm vui sau 6 năm trở lại đất nước Việt Nam tươi đẹp, gặp nhiều người bạn cũ đã cống hiến lâu năm cho tình hữu nghị Trung Việt và cũng gặp gỡ những người bạn mới trẻ trung. Hôm qua, tôi và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn mới phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Trung Việt. Đây là quyết sách chiến lược quan trọng mà hai nước chúng ta đã đưa ra, xuất phát từ sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới và thực hiện sự ổn định lâu dài của hai nước Trung Việt, bắt nguồn từ tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc Việt Nam, phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng mong muốn chung của nhân dân hai nước. Nhắc lại nhiều dấu mốc trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều giai đoạn hoạt động ở Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập những ký ức không thể phai mờ của tình hữu nghị truyền thống, cùng chung chí hướng, ủng hộ lẫn nhau, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc đến và đã trở thành ký ức không thể phai mờ với nhân dân hai nước trong những năm tháng gian nan và vẻ vang ấy. Việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 15 năm qua, hai đảng, hai nước, Trung Quốc, Việt Nam luôn kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, cố gắng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đích thân thăm cửa khẩu hữu nghị và trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu biên giới hai nước. Điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Trung Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình mong muốn thanh niên sẽ là những người kế thừa tình hữu nghị Trung Việt, tích cực góp phần tăng cường hợp tác có lợi cho sự phát triển của hai nước, đồng thời nhấn mạnh nhân sĩ và thế hệ trẻ là những người tiên phong trên chặng đường hữu nghị hai nước, tiên phong vì sự tiến bộ của nhân loại, cùng đóng góp cho sự phát triển ổn định lâu dài của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thường tin tưởng, tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10 năm ngoái, chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân thiết, thắm tình đồng chí anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cùng chúc mừng những thành tựu to lớn mà mỗi đảng, mỗi nước giành được trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ tiền bối hai nước dày công vun đắp đã vượt qua những thăng trầm của lịch sử, như vàng đã được thử lửa, như sức kiên trì đã được tôi luyện qua các gian truân. Mối quan hệ này đã trở thành tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc, cần được các thế hệ kế thừa, gìn giữ và không ngừng phát huy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam có vị trí đặc biệt là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo khẳng định kết quả cuộc hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhấn mạnh định vị mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và 6 trụ cột hợp tác được hai Tổng Bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất, lành mạnh, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giao thông, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai bên tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả kế hoạch kết nối giữa sáng kiến vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang, một vành đai, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực ổn định, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ khoa học, công nghệ của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Trưa nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Nhân dịp này, nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về tầm quan trọng của việc tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam, Trung Quốc, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, quen nhau, hiểu nhau, thân nhau, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu Nhân thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với Việt Nam và quan hệ Việt-Trung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp cụ thể thiết thực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai tổng bí thư trong chuyến thăm lần này, nhất là việc xác lập định vị mới cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Quốc vụ viện Trung Quốc tăng cường phối hợp, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những thành quả và nhận thức chung cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam. Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, nhấn mạnh sẽ chỉ đạo Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam sớm đưa các nhận thức chung quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này vào thực tế cuộc sống, để người dân hai nước được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả lợi ích thiết thực của quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng hai nước. Để triển khai cụ thể hóa 6 phương hướng hợp tác lớn đã được hai tổng bí thư nhất trí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 6 nhóm biện pháp lớn. Một là tăng cường trao đổi chiến lược, giao lưu mật thiết ở cấp cao và các cấp. Hai là phát huy tốt hơn nữa vai trò quan trọng của trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh. Ba là nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam,
triển khai thuận lợi cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tại Việt Nam, sớm có các dự án lớn tiêu biểu trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ cao, chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông, kết nối cửa khẩu, đề nghị sớm thành lập tổ công tác giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại, mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ, có phần thúc đẩy đầu tư và tiện lợi hóa hoạt động giao thương, nghiên cứu thành lập nhóm công tác về khôi phục du lịch giữa hai nước. 4 là tăng cường giao lưu địa phương, nhân dân. 5 là tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương. 6 là đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là những đối tác quan trọng của nhau, đề nghị hai bên đẩy nhanh kết nối chiến lược, triển khai kết quả kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề xuất một số trọng tâm hợp tác như cùng nhau hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế thương mại, trong đó có thương mại nông sản. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tăng cường hợp tác duy trì an ninh, ổn định trật tự xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết gần gũi giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được trong cuộc hội đàm hôm qua, nhất là việc hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thành quả mang tầm vóc lịch sử này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu và đổi mới không ngừng của Quốc hội Việt Nam, cũng như kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc những năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ghi nhận giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp của hai cơ quan lập pháp luôn được duy trì, sự phối hợp tại các cơ chế đa phương diễn ra thường xuyên, đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một bộ phận quan trọng trong tổng thể của quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, phát triển cân bằng, bền vững, đặc biệt là nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế, thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm của hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng phù hợp với các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phối hợp thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bày tỏ nhất trí đối với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong muốn hai nước duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trao đổi về các biện pháp xây dựng Đảng và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng, sẵn sàng mở cửa thị trường rộng lớn của Trung Quốc, làm tốt các hoạt động giao lưu nhân dân, quản lý tốt bất đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm sau để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt. Vào tối qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên bày tỏ vui mừng vì kết quả hết sức tốt đẹp của cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhận thức chung quan trọng về các quan điểm, nguyên tắc, phương hướng, biện pháp lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng cao, nâng tầm quan hệ hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng 4.0. Hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác kênh đảng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giao lưu hợp tác trên các kênh chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc, kết nối hai nền kinh tế ngày càng bền vững, sâu sắc. Hai bên nhấn mạnh cần nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối là những người đã đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em, tài sản quý báu của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Vào sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội chào mừng hai phu nhân đến thăm, giao lưu với sinh viên nhà trường, giới thiệu khái quát tới hai phu nhân về nhà trường và các chương trình hợp tác giáo dục giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Trung Quốc. Trong buổi giao lưu, hai phu nhân đã nghe các sinh viên đang theo học các chuyên ngành tiếng Trung Quốc thể hiện tình cảm, sự hiểu biết của mình về đất nước Trung Quốc và tình hữu nghị Việt-Trung. Bày tỏ ấn tượng trước tài năng của các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Bành Lệ Viên nhấn mạnh, các sinh viên Việt Nam rất thông minh, cần cù và hiểu biết, cho rằng các việc giao lưu, trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Trung Quốc là phương thức hiệu quả, đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này. Giáo sư Bành Lệ Viên nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc có thể bắt đầu từ các bạn thanh niên và chính các em sẽ là những người thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Chiều nay, sau khi kết thúc nhiều hoạt động quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp mặt nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân, giáo sư Bành Lệ Viên và các đồng chí Trung Quốc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc quan hệ giữa hai đảng, hai nước và hai dân tộc Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Chiều nay, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội và các cán bộ đối ngoại.